Bạo nặng nhưng khởi động rất kinh điển mọi người. Trực tiếp mọi người cứ xem tạm thế nhá. Và như vậy là xin giới thiệu với tất cả mọi người trước mắt chúng ta là trận thi đấu bóng chuyền đỉnh cao giữa đội tuyển câu lạc bộ Hà Tĩnh và sự bổ sung của vận động viên mang áo số 13 chủ công bóng chuyền hàng đầu quốc gia Việt Nam từ Thanh Thuần thi đấu với đội tuyển Tràng An Ninh Bình. Hai đội thi đấu 5 hiệp tháng 3 và thi đấu ở trên sân bóng chuyền Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên trong một cơn mưa nặng hạt ở Cẩm Xuyên. Đây là một trận đấu được đầu tư về lực lượng và tài chính rất lớn. Giá nhất của trận đấu này đến 70 triệu đồng. Đệ tử phá phạt bóng. Chiu! Hai em một đăng ký cánh nhỉ. Thanh Thuần, phòng thủ rất hay, đẹp, rất tốt, điểm cho Hà Tĩnh. Nhiều. Kèo bóng rất mạnh nhưng phòng thủ cũng rất hay. Phòng thủ rất hay. Chúng ta chỉ được xem trận đấu này ở một trận duy nhất mà thôi. Đánh bóng tốt, tiếp tục đi. Bóng ở ngoài sân. Và bóng rất hay của Thanh Thuần. Phá phạt bóng. Chiu! Hai em một đăng ký cánh nhỉ. Một pha dồi chín của người bom. Một pha dồi chín của người bom. Tập trung chắn một quả nữa.